Thời gian đang trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đối với LA Lakers và cơ hội giành thêm một chiếc vô địch nữa của họ. Với LeBron James đang mong chờ từng ngày để đón sinh nhật lần thứ 40, sẽ chỉ còn một vài cơ hội nữa để Lakers có thể tận dụng nhà vua để mang về thêm một chiếc vô địch trong kỷ nguyên này. Chắc hẳn mùa hè vừa qua, các fan của Lakers hẳn đã rất đau lòng khi chứng kiến Boston Celtics giành chiếc vô địch lần thứ 18. Phá vỡ thế cân bằng đã được chính LeBron James đã giúp Lakers có được vào năm 2020 với chiếc vô địch NBA lần thứ 17. Nếu chỉ vài năm trước đây, khi LeBron James và Anthony Davis giành chiếc vô địch đầu tiên của mình trong mùa áo vàng tím, có lẽ không ai có thể nghĩ mọi chuyện lại xoay chiều nhanh tới vậy với đội bóng này. Lakers có một đội hình khá mạnh trong mùa giải 2019-2020. Đội hình này vừa có đủ những ngôi sao, lại vừa có chiều sâu để giành chức vô địch trong một năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các đội bóng. Tuy nhiên, những sai lầm kể từ sau chức vô địch lần đầu của LeBron trong mùa áo Lakers đã khiến mọi thứ trở nên thật ảm đạm ở Crypto Arena. Tệ nhất trong số này có thể kể đến việc mang về Russell Westbrook. Lakers khi ấy đã mắc kẹt, họ không quá tệ để trở thành những đội lottery, nhưng cũng chẳng đủ tốt để tiến sâu trong những vòng playoff. Lakers khi ấy hoàn hảo với vòng đấu mà NBA mới tạo ra, vòng play-in. Với một miền Tây đầy dẫy đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, với một dàn sao trẻ trung đang chờ có cơ hội thể hiện như Sai, Luka hay Ant-Man, mọi thứ sẽ ngày một khó khăn hơn cho Lakers và LeBron. Mùa hè năm nay, Lakers khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Sự thay đổi lớn nhất của họ có lẽ chính là ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Họ đã sa thải David Ham và thay thế ông bằng JJ Redick. Tất nhiên, Lakers vẫn có những sự bổ sung, ví dụ như Dalton Knecht, Bronny James hay Christian Coloco. Tuy nhiên, những cầu thủ này chắc chắn sẽ chẳng thể nào nâng tầm hoàn toàn Lakers lên vị thế của những ứng cử viên. Chính vì lý do này, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một số thay đổi mà Lakers có thể thực hiện và ngay lập tức gia tăng khả năng cạnh tranh của mình. Có thể chúng ta sẽ được chứng kiến những phi vụ bom tấn, nhưng cũng có thể Lakers sẽ mang về nhiều những role play chất lượng với một mức giá hợp lý, như cái cách họ đã làm ở mùa giải 2020. Điều đầu tiên mà Lakers có thể làm, cũng là phi vụ khả thi nhất, chính là việc tái hợp với một người họ đã quá quen, Lonzo Ball. Lonzo Ball vài năm gần đây khá đen đủi khi những chấn thương đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh ấy. Tin tốt là theo các báo cáo mới nhất, Ball có vẻ đã sẵn sàng trở lại sân đấu vào năm 2024-2025. Tuy nhiên, việc đẩy đi những cái tên như Alex Caruso hay DeMar DeRozan cho đến Chicago, đội bóng chủ quản của Lonzo Ball dường như đã tìm cách để thua càng nhiều càng tốt trong mùa giải tới. Dễ dàng hình dung ra viễn cảnh, Ball sẽ phải chấp nhận đẩy đi tất cả các cầu thủ có giá trị của họ, bao gồm cả Lonzo, để mang về nhiều lượt pick nhất có thể. Điều này cũng khá dễ lý giải đó thôi, đó là vì năm sau chúng ta sẽ có một lứa cầu thủ đầy tiềm năng và điển hình nhất chính là Cooper Flagg. Bull đã bỏ lỡ hơn 2 mùa giải gần nhất, chính vì vậy giá trị giao dịch của anh ấy sẽ không quá cao vào lúc này. Nếu Lakers tin vào Lonzo cả về mặt thể chất lẫn tinh thần sau thời gian dài xa sân đấu, thì việc đạt được thỏa thuận đưa anh ấy trở lại Los Angeles sẽ có thể mang lại những điều tích cực cho Lakers. Không những vậy, nếu sẵn sàng đẩy đi Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Chifino và một lượt pick 2025, Lakers sẽ có đủ quỹ lương để mang về cả Lonzo cùng với Vucevic. Viễn cảnh này là hoàn hảo nhất dành cho Lakers, nhất là khi họ không phải mất đi Austin Reeves, người luôn được các đội bóng đề nghị mỗi lần Lakers muốn một cầu thủ nào đó. Nikola Vucevic với mặt lý thuyết sẽ là nhân vật chính trong kèo chết này. Trung phong của Bulls sẽ có thể lọt ngay vào đội hình xuất phát, cho phép Lakers để Anthony Davis sang vị trí point forward. Nếu kèo chết này xảy ra, Lakers sẽ có một starting 5 bao gồm Reeves, D'Lo, LeBron, AD và Vucevic cùng với Sixman là Lonzo Ball. Đây hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành một chướng ngại lớn cho các đội bóng ở miền Tây khi Lakers đã nâng cấp vượt bậc ở cả hàng trong lẫn hàng ngoài. Kèo chết thứ hai mà Lakers có thể làm để hy vọng cải thiện đội hình của mình cũng là một kèo chết có thể xảy ra với Chicago Bulls. Ball và Vucevic chắc chắn không phải là những cầu thủ duy nhất đáng để Lakers để mắt tới trong đội hình của Chicago. Với giá trị giao dịch của Zach LaVine đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, Lakers có thể có được Zach LaVine mà không để mất quá nhiều những mảnh ghép đang có của mình. Tuy nhiên, LA vẫn sẽ phải chấp nhận để trả đi D'Angelo Russell và Rui Hachimura, bên cạnh đó là Gabe Vincent và Jalen Hood để có thể đảm bảo quỹ lương cho Zach LaVine. Sau nhiều đồn đoán về sự ra đi của nhà vô địch đang contest 2016, thị trường giao dịch cho LaVine dường như không có thêm bất cứ biến động nào vào lúc này. Điều này khả năng sẽ đẩy Chicago Bulls vào tình cảnh phải đẩy Zach đi với mức giá thấp hơn rất nhiều. Mức lương khủng hiện tại của Zach LaVine cùng với đó là tình hình chấn thương dai dẳng của cầu thủ này khiến các đội bóng khác không còn quá mặn mà với LaVine vào lúc này. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội không thể bỏ lỡ đối với riêng cá nhân Zach LaVine khi anh chàng luôn là lựa chọn đầu tiên trong mùa áo của Chicago Bulls. Có khi về với Lakers, anh sẽ không phải quá vất vả khi được thi đấu bên cạnh những LeBron James và Anthony Davis. Việc mang về một cầu thủ chạy cánh đầy năng nổ, có khả năng ghi điểm ở cả hàng trong lẫn hàng ngoài cũng sẽ giảm tải rất nhiều cường độ hoạt động của LBJ cũng như AD, những người luôn gặp vấn đề về thể lực cũng như chấn thương. Tuy nhiên, rủi ro của những phi vụ này là quá lớn, nhất là khi với khoảng thời gian đỉnh cao ngắn ngủi còn lại của nhà vua, Lakers sẽ không được phép phạm sai lầm nếu muốn thành công mang về thêm một chiếc vô địch. Và còn ai phù hợp hơn để bổ sung cho LBJ và AD?
chính là mảnh ghép một thời của Lakers vào mùa giải 2020, sai lầm lớn nhất mà Lakers mắc phải từ khi LeBron chuyển đến LA, Kai Kuzma. Việc đẩy Kuzma ra đi trong kèo chết để đổi lấy Westbrook là một sai lầm lớn nhất mà Lakers đã mắc phải. Một phần vì phong độ yếu kém của Russell, một phần cũng vì Kuzma là một mảnh ghép quá hoàn hảo với LeBron cũng như Lakers. Với cách Kuzma nở rộ như một ngôi sao của Washington Wizards, anh ấy chính xác là một mẫu cầu thủ phù hợp với đội hình hiện tại của Lakers. Mùa giải trước, Kuzma ghi trung bình 22 điểm, 7 rebound và 4 kiến tạo một trận. Có thể nói, Kuzma bây giờ thậm chí còn tốt hơn nhiều so với phiên bản từng giúp Lakers lên ngôi ở NBA. Kuzma nếu quay trở lại sẽ ngay lập tức cải thiện bộ máy của Lakers cả trong khâu tấn công lẫn khâu phòng ngự. Tuy nhiên, sự bổ sung này lại không thể giảm tải được gánh nặng cầm bóng, đều luôn khiến chiếm rất nhiều năng lượng của nhà vua mỗi khi ra sân. Hai sự bổ sung mang lại nhiều giá trị nhất nhưng cũng sẽ khó xảy ra nhất sẽ là ở vị trí của Trae Young và Jimmy Butler. Với Trae Young, thật khó để xác định chính xác giá trị giao dịch của tay ném này là bao nhiêu. Có rất nhiều tin đồn xung quanh cầu thủ này từ những ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng năm ngoái cho đến tận năm nay, nhưng trong số đó chẳng có tin đồn nào được chuyển thành sự thật cả. Nếu Lakers quyết định theo đuổi kế hoạch xây dựng một Big Three bao gồm James và Davis, thì Young có thể sẽ là một trong những cầu thủ hoàn hảo nhất về mặt giá trị cũng như phong cách thi đấu. Tuy nhiên, bất kỳ thương vụ nào với Hawks cũng sẽ đều khiến Lakers phải trả giá đắt để đưa cỗ máy tấn công Trae Young về. Mặt tích cực của thương vụ này chính là Trae Young vẫn đang còn rất trẻ. Young và Davis sẽ có thể đảm bảo được tương lai Lakers sau khi James giải nghệ. Lakers sẽ phải mất tất cả những cái tên như Austin Reeves, D'Lo hay Rui Hachimura nếu muốn có được sự phục vụ của Young. Và họ cũng sẽ phải mất tương tự tất cả những cầu thủ này nếu muốn Jimmy Butler khoác lên mình màu áo vàng tím. Tin đồn đã đang được lan truyền về điểm đến tiếp theo của Butler khi không có bất kỳ bản hợp đồng gia hạn cho cầu thủ 35 tuổi này. Việc trao đổi để có được Butler sẽ là một động thái táo bạo của Lakers. Tuy nhiên, trong trường hợp tốt nhất, điều đó chắc chắn sẽ đưa họ vào vị trí giành thêm một chiếc vô địch nữa. Bộ ba James, Davis và Butler sẽ ngay lập tức trở thành một Big Three mới của NBA. Nếu họ không gặp phải những chấn thương, lúc này, việc Lakers cần làm là đi tìm thêm những role player đáng tin cậy mà thôi. Jimmy có lẽ sẽ là phương án tối ưu nhất dành cho Lakers. Tuy nhiên, Miami sẽ không dễ dàng để tay ném tốt nhất của mình ra đi dễ dàng như vậy. Với các fan của Lakers, của nhà vua, thì nghĩ sao? Các bạn có muốn nhìn thấy ai cho đội hình của Lakers mùa giải mới? Cùng comment bên dưới nhá!